Văn hóa làm việc thời Covid. Quản lý, chăm sóc F0, F1 tại khu vực cách ly công ty. Phát hiện F0, F1 trong công ty. Thông báo y tế địa phương và làm theo hướng dẫn. Truy vết, tiến hành xét nghiệm nhanh. Thông báo nội bộ, trấn an tinh thần cán bộ công nhân viên. Thông báo tới khách hàng và các bên liên quan. Cách ly F0, F1 tại khu vực riêng, cách xa khu vực làm việc, khu lưu trú trong công ty. Có biển báo, dăng dây nệm, phun khử khuẩn thường xuyên. Chuẩn bị thuốc, dụng cụ, thiết bị y tế, máy đo nồng độ oxy trong máu, máy đo huyết áp, nhiệt kế, kit test nhanh, chăm sóc F0, F1. Bước 1. Theo dõi dấu hiệu mạch, nhiệt độ, huyết áp, chỉ số oxy trong máu ít nhất 2 lần mỗi ngày. Bước 2. Hỗ trợ điều trị, thực hiện theo thuốc chỉ định bác sĩ chuyên môn nếu có. Sắp xếp, hỗ trợ xét nghiệm định kỳ, liên lạc thường xuyên bệnh viện, y tế địa phương. Bước 3. Chăm sóc toàn thân cho F0, F1 nghỉ ngơi, đảm bảo khu cách ly thông thoáng, hướng dẫn vệ sinh mũi họng, uống đủ nước, đảm bảo người cách ly ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Bước 4. Liên lạc tư vấn. Truyền thông hướng dẫn F0, F1 các biện pháp phòng và điều trị bệnh, tránh lây nhiễm chéo, giải đáp thắc mắc, động viên tinh thần từ 4 lần mỗi ngày. Bước 5. Xử lý tình huống khẩn. Liên lạc ngay với bệnh viện nếu thấy dấu hiệu nặng, nguy hiểm. Bước 6. Theo dõi cách ly. Hướng dẫn F0, F1 tự theo dõi sức khỏe sau cách ly, hạn chế tiếp xúc, đo nhiệt độ 2 lần một ngày ở nhà, khai báo y tế, đi khám ngay nếu có dấu hiệu bất thường. Ký cam kết với công ty, chính quyền địa phương, khai báo y tế hàng ngày, tuân thủ thực hiện 5K, đo nhiệt độ, súc họng, xịt mũi bằng nước muối, không ra khỏi khu vực cách ly, che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng rửa tay, khăn vải, khăn giấy, bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc túi và bịt kín miệng túi, rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi tháo bỏ khẩu trang, bỏ rác, tập thể dục nhẹ nhàng, xoa bóp cơ thể, thiền, nghe nhạc, xem phim, đọc sách để thư giãn tinh thần, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, tham gia test Covid định kỳ. F0 báo ngay y tế công ty và địa phương khi có dấu hiệu sốt tăng, khó vận động tay chân, thở nhanh trên 20 lần một phút, chỉ số oxy trong máu bé hơn 95%. F1 báo ngay y tế công ty và địa phương nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mất khứu giác. Bình tĩnh, tự tin, cùng chung tay đẩy lùi Covid.